ảnh ra tôi ảnh ra thương ảnh vợ tôi ảnh vợ tôi ơi ảnh rồi ơi mà mày mất ảnh ơi tôi mà ảnh ơi tôi em ảnh ơi tôi có ảnh ơi tôi ảnh ơi ảnh vợ tôi cái thương thương đau khổ ảnh ơi tôi có ảnh ơi mà sao cứ mỗi lần cứ ra phải nói mày mới giàu hẳn ơi tôi có ảnh ơi gọi chi mô em đi mua phải ra lỡ trong gia đình này rồi ảnh ơi nhà mất đồ hết mất thương hết á mất tiền của hệ thôi ảnh là để em dọn để cho các bạn nhóm người được ảnh là tồi để nhỏ ở nhà nó dọn dẹp cho sạch sẽ nhỏ giờ không ảnh là tồi ảnh là tồi ảnh bác sĩ ấy tồi mà như thế này là không bớt không anh bớt lỏng rồi chở bớt bạn bớt chữa bạn ngay mới lại bạn chữa bạn thì phải kêu dạ. Tới bạn liền như dạ. mà dạ. Dạ. Ở trong nhà dạ. Có muốn tôi điện xe tới dạ dạ, dạ. Nghe lời bác sĩ nghe lời là dạ. Bây giờ nghe là dạ. Nghe về sau chứ không phải là dạ. Nghe bây giờ dạ. Chị hiểu không dạ dạ ừ. em dần rã ra khi nào bác bạn cái nhóm vừa bác sĩ hết ừ. Dạ ngay mới hết em bạn bố lõn không cái máy bố lõn mà uống bia này đó bố uống bia hồi nhau đâu rồi đó bố chở bố lõn á bố để ngôi lợ bố sợ mất á bố đại bỏ đa chục chồng ngày mai tôi tới đây tôi bán tiếp nha dạ được không dạ ngày mai tôi tới đây tôi kiểm tra xem bán chưa hay không bạn bố lõn đây hết dạ. Dạ xin kính chào ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì Hải cùng với lại em Giàu ha. Hôm dạ. Nay đi ra thăm hoàn cảnh của gia đình của mình. Và cũng có một số hoàn cảnh ở ngoài Quế này quý vị ơi. Thì cũng rất là lâu rồi. Hai anh em cũng chưa có đi ra thăm cô mình. Giàu xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của anh đó Giàu ơi. Dạ. Giàu xin chào cô chú. Cuộc sống miền Trung ạ. Ok, cứ ngó đường nghe chứ dạ. Ngó đường chứ đừng ngó camera này nữa. Nguy hiểm lắm. Dạ cũng rất là lâu rồi cô chú anh chị cũng hay hỏi thăm Hải về hoàn cảnh của gia đình của mình. Thì cũng rất là nhiều cô chú nhắn tin rồi và bình luận mỗi cái video mà Hải đăng quý vị. Thì trong cái thời gian này thì Hải cũng ít có ra cô mình quý vị ơi, chắc cũng 2-3 tháng gì vậy rồi. Dạ, 3 tháng rồi đó. 3 tháng à? Ừ, 3 tháng rồi. Dạ. Hạnh mắt đến giờ mà. Từ lúc bé hạnh mắt đến giờ luôn cả nhà. Mấy tháng rồi? 3 tháng. 3 tháng rồi chứ. Dạ 3 tháng. Vì gần đây thì Hải cũng chia sẻ mấy hoàn cảnh ở Đà Nẵng đó quý vị. Thì nay mới đi ra thăm cô Minh mà cũng không biết rằng là tình hình hôm nay là như thế nào cả nhà ơi. Thì hôm nay Hải cũng mới mời được một bác sĩ cũng từ thành phố Hồ Chí Minh về đang ở phía sau Hải này cả nhà ơi. Chào bác sĩ nha. Tí nữa em đóng vai bác sĩ chứ không phải là anh bác sĩ đâu. Dạ. Lâu lâu nói về hoàn cảnh của gia đình của Minh quý vị ơi thì lâu lâu Hải cũng ghé ra thăm quý vị. Nhưng mà mỗi lần ghé ra thăm thì cũng rất là áp lực quý vị ơi. Thứ nhất là áp lực về cô Minh. Thứ hai là áp lực về cộng đồng mạng thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị thấy cô Minh cũng cứ bản xúc quý vị. Thì bất mãn thì giống như là giận cá chém thất, giận cô Minh mà chửi Hải luôn. Hải ơi sao mà không đi giúp hoàn cảnh khác mà đi giúp chi cái hoàn cảnh của mình như vậy. Thì thật sự Hải cũng muốn chia sẻ luôn với lại cô chú anh chị chút thế này. Thì gia đình của mình thì lâu lâu Hải ghé thăm thôi quý vị. Cũng giống như cái nhà của mình đó quý vị. Thì mình là người bình thường ha, khỏe mạnh, nói chung là không bị vấn đề về tâm thần hay gì hết trơn. Thì mỗi ngày thì mình quét nhà đúng không. Còn cô Minh thì cô bị cái vấn đề là rối loạn về thần kinh nên là thích để rác trong nhà vậy đó cả nhà. Lâu lâu Hải ra giống như là mình có thể là mình hù cô chút, được chừng nào được quý vị. Chứ còn bây giờ cũng hết cách rồi. Hải thì cũng tìm mọi cách như là đưa cô đi bệnh viện tâm thần này ha. Thì nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì quý vị. Cái thứ hai nữa là Hải cũng tìm mọi cách để đưa cô đi trung tâm hỗ trợ xã hội á quý vị. Thì nói chung trên đó họ không có nhận, không có nhận nên là mình cũng hết cách đó. Còn mình thì thương cô nhỏ với lại cô lớn quý vị ơi. Thì cô Minh cổ cũng bị bệnh cả nhà, thì bị bệnh mới bị gì mới dạy chứ đúng không dạ? Người bình thường chứ người bình thường thì là tiền của Mạnh Thường Quân sai sửa nhà đồ này kia mình phải ra mình phải nhắc nhở đồ này kia đúng rồi. Chứ còn tiền bọt đâu cho nữa, đi đâu đúng cho rồi. Nhỏ tiền... làm có tiền rồi giờ giờ chỉ có là đồng hành để mà lâu lâu ra để cho mình cô Minh cô sợ. Bởi vì thật sự thì mình cũng nói luôn là ở gia đình của Minh thì cô không có sợ anh em hết trơn quý vị. Hàng xóm cô không sợ, kể cả bên địa phương nó cô cũng không có sợ ai hết trơn.
chỉ có sợ mình bác sĩ thôi. Nên là cái vấn đề là như vậy ha. Còn cô chú anh chị thì có ghét của mình thì thôi, cô chú anh chị có thể bắt qua. Còn nếu như mà cũng nói vậy chứ còn hãy nghĩ rằng hoàn cảnh của gia đình của mình thì rất là nhiều cô chú anh chị mong chờ ha. 10 người thì hãy nghĩ hết 8 người rồi. Còn 2 người thì không có mong chờ thôi. Vì hoàn cảnh gia đình của mình thì rất là nhiều người yêu thương á, dạ. Thương là thương từ cô nhỏ, nói chung là cũng một quá trình. Nói ra thì hơn 5 năm quý vị hãy đồng hành á. Thì tính ra so với lại lúc trước á, thì lúc mới đấy á, thì nó không được như những người bình thường nhưng mà nó cũng được một mức độ rồi đó, đúng không nhỉ? Thế như là mà ai xem kênh cuộc sống miền Trung trước đây á, là có hiểu được cái gia đình của mình, chứ còn bây giờ mà đi vô xem là không hiểu được cái đúng gì rồi. Thấy. Vừa vô xem là dạ, không hiểu được. Có thể là gia đình khó. Của mình thì là anh Hải giúp đây cũng được 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Dạ, hơn 5 năm. Vào xem từ ban đầu thì mới hiểu được. Như như xem phim Cô Dâu Tấm Tuổi vậy. Cô Dâu dài tập lắm. Đúng rồi, Cô Dâu Tấm Tuổi chắc cũng không bằng đâu. Thì Hải thì hãy đồng hành với lại hoàn cảnh của mình, thì mình cũng muốn cập nhật rồi chia sẻ. Rất là nhiều cô chú anh chị yêu thương lắm. Tuy là cũng có những cô chú anh chị, những bạn không thích cô mình ở tính cách như vậy, nhưng mà cộng đồng mà. Thì ai chửi thì cũng nghe thôi, mà không ai khen thì cũng nghe thôi. Chứ còn giờ thì nói chung là họ nói làm dâu trăm họ cũng vậy. Còn mình làm dâu đến cả mấy trăm ngàn, cả triệu người mà đó. Nên đó là nói chung bây giờ giống như có một kháng sinh rồi. Ai chửi giờ giống như là không có ăn thua gì trơn á, chỉ có mình làm đúng lương tâm của mình thôi, chứ còn chửi Hải là nó giống như là sao ta, khó lắm, không vô nổi đâu. Nhiều bạn mà có chửi Hải thì cũng thôi, mình đừng chửi chi cho tốn thời gian mất công. nó chả lá môn á, nó chả lá môn. Nên là ai mà thương thì đồng hành cùng chia sẻ những cái động viên gì đó ha, để có cái động lực hơn để mà đi chia sẻ. Thì lâu lâu hãy là thăm của mình thôi, chứ còn ai cũng chia sẻ rất là nhiều hoàn cảnh, rất là nhiều hoàn cảnh để mà cho họ cuộc sống nó tốt hơn. Còn cô mình là giống như là một cái câu chuyện đặc biệt trên cái kênh của Hải rồi. Nãy giờ nói chung Hải nói cũng hơi nhiều ha, thì chắc cũng sắp tới gia đình của mình rồi. Cô chú anh chị chắc cũng rất là hồi hộp phải không ạ? Rất là hồi hộp để xem là không biết rằng là cô mình hôm nay nhà nó sẽ như thế nào. Và chuẩn bị là một tí nữa là có bác sĩ này, không biết là bác sĩ này có làm được cái công việc mà mình bàn giao hồi nãy giờ ngồi xe chia sẻ không nữa. À, bác sĩ ha. Yeah. À, bác sĩ cố gắng nha. Yeah. Tôi yes. Ok. Bây giờ thì cũng gần tới nhà của dì Minh rồi cả nhà ơi. Giàu sao công việc gần đây sao giàu? Có ổn định không? Chạy ráp Đà Nẵng mùa này chắc mùa du lịch chứ còn có khách thì. Dạ. Khách chủ yếu trên kênh của anh là chủ yếu. Mấy cô chú đi về giới thiệu khách đồ đi qua đi cũng có khách. Dạ. Anh cũng nghe nói mấy cô chú nói giàu chạy xe là rắp dễ thương lắm mà. Dạ. Em chạy xe ngoài này nghe nói là 10 năm rồi đúng không? Dạ, 11 năm rồi. 11 năm hả? Cô chú anh chị mình nãy có đi du lịch ra Đà Nẵng ha. Thì liên hệ với em giàu thì nói chung về du lịch ở Đà Nẵng thì nói chung đi chơi ăn ở đâu chơi gì là nói chung là anh bút giờ tư vấn cho. Tư vấn tạo lịch trình cho đi chơi. Cho em cái số điện thoại của giàu là gì? 0905 414154 phải không? Dạ đúng rồi. Ồ nhớ luôn á. Số của giàu thì nói chung cũng nhiều cô chú anh chị xin hãy đó quý vị. Nhiều cô chú anh chị cũng gọi điện thoại hỏi số của em đó. Dạ. Anh cũng cho mấy cô mấy chị. Cô rồi chú. Có cô gì đặt khách sạn ở Intercon gì đó đúng dạ, không? Cô Mê Intercon. Là con dạ. Nhiều đây cô là chú. Booking khách sạn đồ em book hết cho cô luôn. Nói chung là mấy dịch vụ về du lịch ở Đà Nẵng là nói chung miền dạ. Trung đúng không chứ dạ. Phải Đà Nẵng đúng không dạ. Như là đi du lịch ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam là vô tư đó dạ. Cô mấy cô đi về giới thiệu người thân đồ đi qua đây đi cũng nhiều lắm dạ. Ban ngày gì lâu lâu rồi đi qua hai bữa ha dạ. Lâu lâu rồi đi qua nãy đi ra thăm cô Minh rồi đi dạ. Thăm hoàn cảnh còn dạ. Sắp xếp công việc rồi cái là chạy xe ráp yeah. Rồi bây giờ thì cũng đang trên đường đi ra cô Minh gần tới rồi cả nhà chắc. Rồi bây giờ có bác sĩ rồi tới rồi đây cả nhà ơi. Gõ cửa đi giờ. Ông Minh ơi, ok không mở cửa luôn.
Trời ơi. Sao nhà bà đây để tùm lum đi lắm. Ôi trời quá. Ờ vậy mình sao nhà cửa để tùm lum gì mình? Con nhà đi mày về. Có gì Kiều Mỹ vô đó. Nè bây giờ sao bác sĩ với bệnh viện lâu ngày nó là gì để đồ tùm lum đó. Sao giờ bác sĩ anh coi thử sao có để ở nhà ha, để đây. Tôi chắc tôi phải tình trạng này là tôi không thể để nhà được rồi. À đâu rồi. Tôi phải đưa đây thôi. Mà mới chứ anh ơi tôi. Hả? Mà chứ em đi buôn. Đi đâu? Đi buôn á. Đi buôn hàng mi á. Dạ. Đi buôn hàng mi á. Dạ bên cạnh rồi đây. Trời ơi có buôn cái gì mà kinh gì? Đi buôn đôi đi. Đôi bụng quá. Trời ơi thôi. Bụng quá về cậu đó. Đi buôn bài về đi. Em đi buôn á. Rồi anh ơi. Anh cô nhỏ á. Bác sĩ gọi lên nghe đi. Trời anh ấy, trời anh chèn đi, trời anh là mà mới mất á, mà anh mới mất á, mới đi ra, ra ngoài giờ. Tôi không thể để giờ như vậy được. Giờ cái món, là anh mới lời nợ đấy anh ơi, trời anh ấy, trời anh khổ quá mà, chị mua chi mới mất không thấy đâu nữa, chị sao á. Gì bị tái làm gì trời yeah. Bị tái làm trời anh ơi nhà mất tiền anh à trời anh à thương anh rồi trời anh ơi trời anh rồi ơi mà mày mất anh ơi trời mà anh ơi trời em chết đi trời của anh ơi trời anh ơi trời cái thương thương đau quá trời ơi trời của anh ơi mà sao cứ mỗi lần cứ ra phải nói mày mới giàu hẳn rồi. Trời ơi, gọi chi mô, em đi mua phải về lỡ trong gia đình này, rồi anh ơi, nhà mất đồ hết, mất thương hết, mất tiền của hết, rồi anh ơi, gọi chi mô, nhà em, gọi chi mô, trời ơi, trời ơi, em để chi mô kìa, ăn bắp á, gì kéo sạch lên, đứng lại kéo sạch lên, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời anh ơi, ổn chục hả? Anh ơi, tôi anh ơi, gọi nè, gì có mà. Gì nè, mà sao tôi... mà sao con mỗi lần con ra là gì cứ là tội mà... lại gì sợ nhưng mà gì sao gì không có gì cơ phải của loại đưa đi mố liệu muốn tôi quả anh ơi, anh trẻ nha anh ơi, rồi anh ơi trùng cành à, mà hả? Mày mất cái chi mày mất cái cầu á ở bên mì cùng mày về nó cùng nở ơi già tôi làm nhìn tình trạng tôi càng già càng bạc lại già mà không được già em dài lắm em thiệt tha lắm em ở đúng gia đình em lỡ không già 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 ảnh hưởng là chị có hiểu không già ảnh hưởng đi già thương con rồi thương em bởi vì em một cô cha mẹ mà mày mất thôi già vì bà mày quá đời dạ tôi, dạ khi tôi bước chân vô đây là tôi thấy là dạ. Người dân ở đây là người ta dạ là phản ánh về tiền rồi dạ nó còn ai vô để chơi mổ nha em gì dạ người dân ở đây phản ánh dạ mổ dạ em ngồi nha tôi người dạ. Của tôi đang tới dạ ở bên bệnh viện đang chạy qua dạ. Ừ. Mà sao gì coi thử có dọn không dạ mà sao ở đây để lên tới đây luôn rồi mổ đồ ăn rồi anh ơi trời ơi sao đồ ăn đồ rồi anh ơi đồ ăn được mà sao không sợ sao á không sợ đi bệnh viện hay sao cứ dạ, không dọn vậy vậy dạ hả hay là lâu đi nó hại chắc không đi ra nữa ủa toạt mày toạt lớn có thằng con nhỏ tối về đây ngủ không có tụi nó đang ngủ hết rồi, mình dạ. Đi làm sao không dọn cho hết cái gì ba gì nữa lâu đi có đi đem đồ về không lớn dạ không rồi bữa chứ ở nhà làm ăn á dạ xe đạp mà đi buôn về anh ạ dạ đi buôn buôn mì cua dạ buôn mì cua hả mì cua bạn của lời để mà trả tiền được tiền nón anh đó vì ra tiền là tiền điện bịch giá đấy anh này tổ điên lắm và em trả lăng bằng tiều tiều á em trả đi buôn ngay lên mày tiêu luôn trời chẳng có rồi bưng ra đi xong mà tí nữa bưng vô thôi đưa đi lung với cậu kiểu này thôi thua rồi tôi lợn không cái cậu hài ơi tồi bừa chưa ra mà nhờ con cậy ní nỏ khỏi chí hết nhà mức đô hết anh ơi tồi nhà mức đô của hết giờ đi buôn mua nhọn đi mang ra cực khổ bỏ đi bữa đi sao mà đem đồ quá chừng hay gì bưng mất ảnh đó có em ở nhà em gì nhà em đó chị phải dọn dẹp sạch sẽ dạ tôi mới giải quyết cho chị dạ chứ mà chị cứ để bừa thương thương như thế này không giải quyết được đó có đây đồ trên trà này đồ trên trà ăn á dạ hại ngoài cậy mày ở ngoài á trời ừ. Ơi có thử lớn sao không dọn đồ á lớn
lâu nay lớn khỏe không? Hả? Khỏe không? À, có đi lấy đồ về nữa không? Không hả? Mẹ có nấu ăn cho lớn không? Có. Đi họ tợ ơi, họ đòi trái tiếng nước. Tiếng nước có tiếng điện. Chưa trả tiền nước, tiền điện hả? Chưa trả. Không có tiền. Không có tiền. Lớn đi làm kiếm tiền đi chứ. Đấy. Này, ở dưới này nữa nè. Anh bác sĩ ơi, anh coi ở dưới này bà để gì đâu tùm lum. Bác sĩ ơi. Ồ trời ơi. Thôi. Cái này là chắc là tôi phải xin bên mổ sinh ta đi. Tôi phải xin bên bệnh viện Đà Nẵng mổ công tác. Thôi chuyện sinh ta á. Dạ, đại lý sinh ta á. Đồ đỏ đi. Thường xuyên đi qua đây. Dạ. Mấy đứa lý thấy gì nó sợ. Vì lâu đi khỏe không vậy? Bỏ chi mổ nhà đó, em mình chắc mà em mình cũng gia đình á, vừa đi buôn vừa bạn vì ra đi buôn đi của anh ta. Dạ đi qua mổ công tác đi qua dạ làm gì mà dạ để ngày nào cũng qua đây dạ bữa trứng qua đây dạ nó động cơ cận ngay để cho nó cứ cận ngày lớn đứng dậy giờ lau nhà đi chứ sao rồi ngồi đó lớn. Ồ trời, không ngồi cá hồn dưa gì hết, nhà cửa vậy đó. Lâu lâu rồi ra mình làm vậy đỡ được chút nào đỡ chứ còn ra thua. Nó hủy nhà mà sao ổ chuột ở trong này luôn hả, gì ghê trời. Nhỏ giờ chắc giờ nó cũng ngán rồi hả gì hả? Dạ, nó đi làm vậy nó mẹ với anh nó tha suốt rồi. Dạ. Dạ. Dọn dẹp xong rồi lớn nó mẹ dọn vô lại nhưng mà thôi. Qua nhà bếp mình thử sao nữa. Để cũng tùm lum hết trơn. Nhưng mà thấy là chén đũa tô là gì không mà bà lấy là đâu về nhiều dữ rồi trời. Mó biết ơi. Đây cái này sao lại đã đó. Nhiều quá vậy. Đặng mới lớn á. Thì nhất quá thì trả lên bệnh viện cái rồi ở nhà để được cái tới bón rồi dọn dẹp. Thì nó nghĩ là bạn ảnh à. Bao lỏng không ngay. Không chịu bón dạ. Gì nè bánh nè, đứng dạ. Lên hỏi thì thư chút hả? Dạ. Chứ sao rồi, như con nói với gì xúc mà gì không chịu nghe đúng không? Không, cũng loại vô. Đứng này nè, con cái nhoi dạ, bác bảo bao lỏng đứng im đó. Dạ. Cứ đứng im đó. Dạ. Dạ. Em giặt áo cũng cho cuốn nhỏ. Dạ. Mừng thì việc cũng hờn đấy. Dạ. Vừa đi chờ nấu ăn mà vừa mừng trong gia đình á, vì chú rượu chẳng hay cũng đi chơi, ai rượu cũng đi chơi hết, ai rượu đi mua cũng đi hết. Dạ, dạ, nhỏ trong gia đình thôi. Nghe tôi hỏi nè. Dạ. Thì tại sao anh Hải anh tới đây mà dạ. Anh tới cái chị dọn rồi anh về cái là chị dọn vô lại đúng không? Dọn vô lại. Không, không đợi lên cũng bố lọn hồi chở bà bạn mà chữa bạn ngay mới lại bạn. Chữa bạn thì phải kêu dạ. Tới bán liền chứ. Dạ. Mà dạ. Dạ. Để trong nhà. Dạ. Có muốn tôi điện xe tới. Dạ. Dạ. Nghe lời bác sĩ. Nghe lời là dạ. Bây giờ nghe là dạ. Nghe về sau chứ không phải là dạ. Nghe bây giờ. Dạ. Thiệt. Chị hiểu không? Dạ. Dạ. Em dọn lại đó khi nào bà bạn cái muốn vừa bác sĩ hết. Dạ. Ngay mới thì em bạn bố lọn không cái mãi bố lọn mà uống bia này đó. Bà họ uống bia họ nhầu đâu mà đó bà chở bố lọn á. Bà để ngoài lỡ bà sợ mất á bà đại bỏ đại chuột mà. Để ngày mai tôi tới đây tôi bán tiếp nha. Dạ. Được không? Dạ. Ngày mai tôi tới đây tôi kiểm tra xem bán chưa hay không nha. Bạn bố lọn ở đây hả? Dạ. Dạ. Nó cái giường gì? Nó gì tội quá cả nhà. Con đấy là gào anh này. Gào á. Đó, ô, gào anh này. Đóng luôn kìa. Gào. Không thì gào này. Bác lên đi cái rồi để nhà dọn. Mổ. Hay là gì lấy bệnh viện gào cái gì ở nhà nhỏ dọn nhỏ khỏe. Mổ em ở ra vì khu nhỏ cần buông á. Dạ tùm địa còn tồi lắm, chẳng sắp hẳn á. Gào đi. Gào á múa cái này cũng. Ôi cho chụp cái cán là đổ cho này chụp này. Không phải hủy ra đâu. Khơi đâu, khơi đâu coi chụp. Chụp ra đi đi. Mỡ gạo này phải không? Anh mua gạo dạ. Nhưng mà ở kia là gì? Bác sĩ nè. Dạ. Tôi tính cái này nè. Dạ. Tôi tính cái này chị. Dạ. Nghe bây giờ á. Dạ. Dọn sạch sẽ. Ba để ngoài nữa thôi anh hỉ. Chị không có nghe mà dọn. Dạ. Con em để ngoài nữa. Có gạo đây để anh hỉ. Tôi dạ. Cho người xuống. Sao? Đưa chị đi bệnh viện. Sao không à. Tồi ảnh là để em dọn để cho các bạn nhốn như được ảnh là tồi. Để nhỏ ở nhà nó dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhỏ được không? Giờ không ảnh là tồi ảnh là tồi ảnh bác sĩ ấy. Nhưng mà như thế này là không được rồi chị. Em dọn cho con gào đi để ảnh là
gào đi để con em giàu thôi, em giàu chứ dưới giường nè. Dạ bứng xuống mấy chú cái gì đi dâu ẩn này nha, dâu ẩn á, dâu ăn cái gì ăn thì ta để như phép. Còn cái nào không ăn thì đem ra ngoài bỏ. Quá trời quá đất đi mà ông lớn thì ông ngồi xuống đâu lên dầu đi chứ. Dạ mấy chú. Dạ anh Hải vừa chưa lỏng này anh Hải hiến dâu ngày như vậy. Dạ. Giờ con không ra đây chắc gì mừng lắm đúng không? Dạ mừng lắm bố. Hả? Mừng lắm à? Không buồn chứ. Buồn không? Dạ nào mới nói mừng đó chị ha. Mở cửa rồi, mở cửa. Hả? Mở cửa ra bên cũng một cửa anh à. Trời trời. Dạ ở đây là mình không ra cái thời gian nữa là giống như bãi rác luôn rồi. Còn cô chú anh chị nói là sao nhỏ không dọn thì cô chú anh chị biết là nhỏ đi làm kể cả chủ nhật nó cũng đi làm luôn á dâu. Có mấy bữa chủ nhật nó đi làm luôn á, là đi làm đó là về tới nhà ăn uống xong là phải 7 được 8 giờ rồi. Chưa về đâu, 6 giờ về tới nhà 6 rưỡi 7 giờ. Mà nó về cái là anh với mẹ nó dọn ra, anh với mẹ vô vô thì mất công. Ví dụ như mới đi lồn cái rồi mà anh dọn vô mất công dọn gì. Anh đó. Anh nghe nói là biết sao không? Nếu như mà nó hù mẹ, mẹ xích dầu nó được luôn. Mẹ xích dầu chứ bữa đó em nhớ chiếc xe đạp không? À, xe máy không? Máy gì? Mà đạp vèo nó bay luôn á. Chuẩn đi, nếu như đi ra ngoài ở cũng không được. Mẹ đi kiếm. Đúng rồi. Mẹ đi kiếm, ví dụ như bữa nó đi vô chơi với anh em mình mua hai bữa thôi. Ba bữa hả? Ba bữa đi về mẹ chỉ sợ tạo cái chuyện xe xong nó đục gian tơ luôn. Cái lại biết sao ý là giờ mà chỉ mà mình nói để cho nhỏ là không nhỏ là ở xóm này không ai chịu nổi mà chữ ghê lắm gì nhỏ gì ví dụ như nhà thằng nhỏ mà đi đâu là phải chửi cả xóm đúng không? Dạ không chịu nổi hả? Nhỏ đi là bà phá luôn đúng không? Đập phá bà la lò luôn mà xóm là không chịu nổi, không chịu nổi. Gì ở bên à, đó này là cô chú anh chị là cũng hiểu nha, chứ còn thấy là cái này là bà con hồi sớm nói vậy đó, này khó lắm, nhiều cái phương án lắm cả nhà, khổ lắm. Đó là vậy đó, vậy đây đó, đem ra ngoài vườn quan nghe chưa. Dạ. Gửi mà nhát đồ vậy đây cũng còn cu nhỏ giặt lại đấy cú. Nó này nó đồ này nó đồ này chị phải giải quyết hết mấy cái này nè. Đó. Giải quyết hết mấy cái đồ trên cửa, chỗ, hết đi. Dạ. À, nhưng mà ở ngoài sân là nhỏ biết sao không? Có cái camera nên là chỉ dọn sạch sẽ này. Ảo quân em mở giặt đó, mua ảo quân mở với anh ạ. Dạ. Cửa này là ban ngày mình phải mở ra. Dạ, mở ra sẵn xù ánh hết. Đúng rồi. Dạ. Chứ không thể để im như vậy được. Dạ. Mấy cái đồ dơ bẩn này là dẹp hết đi, không mở cửa ra. Dạ, dạ, dạ. Bác sĩ thấy được rồi đây. Bác sĩ anh coi thử sao, nếu như không được là anh đưa đi bệnh viện giùm tôi nha. Chứ còn tôi thấy tôi sẽ chuyển công tác về xã. Dạ. Để tôi giám sát cho chị. Mà mỗi ngày là tôi phải ghé qua đây 5-10 phút để tôi xem xét tình hình. Dạ. Bắt đi luôn trước rồi bác sĩ đưa tới bệnh viện luôn. Chứ còn gái này cũng mất công lắm bác sĩ không? Ngay mẫu tôi sử dụng biện pháp mạnh hơn nha. Dạ. Tôi đi người xuống để đưa chị đi bệnh viện mổ. Đó chị dọn ra nói xong rồi tí để chị hút vô lại chứ thầy. Không. Cái này để y đây là sáng mai là kêu người tới bán hay chưa nhỉ mình? Dạ. Thôi đứng đây nói chuyện chút đi. Dạ. Chứ còn gì mà gì cứ. Dạ, em với anh em ở việc đấy đó, em dài lắm, em chưa ra em cũng biệt ái ra. Tôi bác sĩ dạ, ở Đà Nẵng về đây. Dạ, dạ. Câu hỏi đúng là em anh ra em việc nói em với con dài em cũng bị chứ. Tôi dạ. Không dạ. Đột xuất ra đây làm dạ. Sao tôi biết cái tình tật dạ. Như thế này để dạ. Mãi. Dạ. Hỏi gì ra đây gì đứng nói chuyện bác sĩ chú này. Đó, vô lấy ghế mời đồ hồn chứ còn mình nè. À. Ghế lại nha. Lao rồi kìa, đó, thấy không? Lao rồi. Anh ngồi đi anh. Anh ngồi đi chứ còn. Dạ, anh ngồi anh. Chị ngồi đây. Dạ. Ngồi xuống đây. Rồi dạ. Nói chuyện đi chứ còn. Dạ. Em lỡ giặt áo quần thì là tôi nha. Vậy là em nhỏ được nón để chị gọi lại chút cô nhỏ về mấy số đây mập về tụi em tắm cho khỏe. Dạ, em thương đó. Vì giặt áo quần cho em á.
tắm dạ. rửa là phải sạch sẽ dạ. nhưng mà nhà ăn cửa là không đem cái đồ bậy vô dạ. trong nhà hiểu dạ. không dạ đồ bậy hiệu bìa quê đó sư có học hiệu bìa ăn chưa nhá sư có học thì có hiểu biết á là không làm đồ chứ vô nhà tuyệt đối là không làm vô nữa ngày mốt chu nhà bị quét nhà bị mở cửa mà sao quét nhà mà dạ. sao để ghê vậy lại cho anh thế dạ không không ngồi đây cứ ngồi dạ. đây đã cứ ngồi đây đã dạ. hiểu không cứ dạ. ngồi đây đã dạ ừ. ngồi đây nói chuyện với tôi rồi dạ. từ từ dọn cái đó dạ. hiểu không dạ ban ngày á dạ là mở cửa ra dạ. mở chính cửa sổ dạ chị phải mở cửa ra dạ dọn dẹp lâu quá dạ chắc sợ bác sĩ thôi gì ôi trời ơi không cần đâu gì không để cho mạt chứ trời ơi ảnh á ngậu quá đi đường xa ảnh á bác sĩ già quá bị thé rồi chưa bộ thấy không bộ phục vụ đi nè tôi sợ phải có dạ. người khóc mặt đưa chị đi ra dạ. đọc qua đại học giờ mốt em dọn sạch sẽ không em không, dọn không, sạch sẽ được không dạ mà dọn cho sạch sẽ anh nói bữa nếu mà có cái chí là đem em đi mà sạch sẽ lắng đem đi thì phải dọn cho sạch sẽ không dạ. tôi người dạ. của tôi đang đứng ngoài tiếng lộ á dạ dạ để em dọn sạch sẽ anh hết dạ không để em dọn sạch sẽ anh hết thì con chuẩn bị anh hết dạ để em dọn sạch sẽ anh hết dọn sạch sẽ dạ cửa ừ. phải mở ra đàng hoàng dạ. Bèn lớn là ngồi với chị luôn nè con chở đi luôn lớn à, mở cửa kìa ở đây anh lên đó ngồi anh dọn này ở bên ơi dạ em ngồi đây nói chuyện như thế là dọn dạ. Ra vô đây ngồi nói chuyện này chứ còn dọn gì dọn biết hả tới rồi đây đứng lại gì gì mà sao ngồi xuống đó mà đây giờ anh mập cùi đó trời đi có đi lộn gì đâu à. Rồi đúng rồi gì để có ghế ra luôn gì mình đem ra đây ngồi nói chuyện luôn chứ còn không có dọn gì nữa hết trơn á giờ đến mai rồi gì dọn còn không nữa đi bệnh viện rồi để cho nhỏ ở nhà dọn thôi lên đây đi dạ lên đây để cái ghế để cái ghế để gì thôi ngồi xuống đây thôi anh ngồi đi thôi cứ không, cứ ngồi đi tôi đứng dạ. được dạ anh ngồi đi thôi tôi đứng tôi giám dạ. sát được dạ tôi trực hoài tôi dạ. đứng hoài à dạ ừ dạ bây giờ nè giờ chỉ dạ, dọn chỗ nào bác sĩ chỉ dạ. hết đi rồi có gì dạ. cô Minh dọn nếu sáng dạ. mai mà xuống dạ. thấy cũng còn á dạ. là đưa đi luôn bây giờ tôi nói nghe với lại dạ. sáng mai bán về chai kia chưa dạ mà mua chai anh ơi ba tháng rồi chưa dọn đó cứ ở đây dạ nói nè dạ cửa sổ nè mấy cái đồ dơ bẩn nè dạ. đem hết xuống đem hết xuống cái nào không sử dụng đem ra ngoài dạ hiểu không dạ cái nào bán về chai được bán còn không là đem bỏ thùng rác cho họ dạ. họ hút dạ đó, đem đó. Hốt đem mà cày nó ra cày cày nó đem ra ngoài cái này không sử dụng đem ra ngoài đi bà dán kìa ôi trời trời ôi cho đừng có quan là tâm bậy không đây là đụng đỏ đây là đụng đỏ nè thôi ngồi đi nói chuyện dạ. chút đi rồi đó chỉ dạ. thôi chứ còn không có dọn gì nữa trơn á dạ. chứ giờ gì dọn đến ngày mai ghê mới xong cái nhà gì rồi dưới anh dưới này nè dạ. gì thấy dưới đó kêu dưới đó không dạ. bác sĩ coi thử dạ. là dưới này sao bác sĩ được nón anh à. Dạ cái này là không được cái này là phải dọn dạ. xíu là phải dọn tấp tấp nghe không dạ nhớ chưa dạ cái cửa sổ nè dạ lên đây tôi nói nghe nè dạ đi lên đây dạ dạ cái cửa sổ nè dạ mấy cái này là chị phải dọn dạ mà mở cửa ra anh ấy đúng rồi dạ mở cửa ra dạ mở ra nghe chưa chắc dạ. là tôi là quay lại tôi sẽ thay dạ. đổi rồi tôi điền xe cho chị đi bệnh viện đó dạ dạ hồi quá mở thôi không cần đâu không cần mặc đâu gì không phải gặm vô hòa không khí à dạ. bản ngồi nhà thuốc không khí vẫn khỏi thôi à cửa ra thì mới thoáng được dạ. không khí dạ cửa sổ là phải mở ra dạ hiểu không dạ dạ bác sĩ tôi thấy là ok đó muốn không khí thoáng là không dạ. thể không bật quạt là để cho mát thôi dạ cửa mở nó mới thoáng được không khí mà còn sao dép đâu mà quá chừng quá đắt vậy trời dạ dép đâu lấy ở đâu nhiều vậy mới dẹp mua đó anh à trời ơi mua đâu dạ. mua dép gì đâu thấy có chục đôi gì vậy dẹp của nhà đi mang nghe mang được thì mang nghe còn dạ. không mang được á là đem đi mang với tụi cái lượng ngoài đường về cái là dẹp mời hay đó đùm mấy trời
sĩ đi ra cái ông bên vợ dư đi. Thôi được rồi, ra ngoài ngồi đi chứ còn gì quằn quá. Đi dọn xong một tí nữa gì để em vô lại à. Không, để em vô nữa, để em vô chứ nữa anh Hải. Để em vô nữa anh Hải nè. Không để em vô nữa chưa? Dạ, rồi, anh Hải ngồi anh Hải. Không, gì ngồi đi. Ngồi cho khỏe. Không, gì ngồi tôi đi. Tôi đã ngồi đây chứ. Thôi, gì ngồi xuống đây. Dạ. Ừ. Vậy là giờ là dọn phía trong nhà đây. Dạ. Rồi xong rồi đến nhà dưới. Dạ. Rồi ve chai là đem bán. Dạ. Còn rác là đem quan nghe chưa? Dạ. Rứa gì nghe chưa? Dạ. Rồi, rứa thì gì sáng mai là quay lại. Dạ. Nếu như gì mà không dọn á là cứ đưa xe đi bệnh viện. Dạ, dọn sạch sẽ anh ấy. À. Dạ. Còn nếu như sạch sẽ thì ở nhà. Dạ. Còn nếu như không á dạ. là đi bệnh viện. Rồi dạ. cái là một 5 ngày một tuần á là bác sĩ làm chút một lần. Dạ, 10 ngày nửa tháng lên đi. Không. Dạ. Với cái tình trạng như thế này là tôi sẽ tới dày đặc hơn. Dạ. Chịu không? Vài ngày nữa. 3 ngày là tôi sẽ xuống, hoặc là dạ. có thể 1 ngày là tôi sẽ xuống đó. Dạ. Thì nói chung là xuống đột xuất sạch sẽ. Dạ. Tôi xuống tôi không có báo cho ai hết trơn á. Dạ. Tôi sẽ dạ. xuống được. Dạ. Còn tình trạng là tôi đưa đi bệnh viện. Dạ, dạ. Chịu không? Dạ. Người của tôi lúc nào cũng ngoài kia hết trơn á. Dạ. Chịu không? Dạ. Ừ. Dạ. Rồi vậy nha. Dạ. Rồi bây giờ là con đi lên phía đây kia đi bắt cái bà kia cũng giống như vậy vậy đó. Giờ dạ. chắc bà kia dạ. đưa đi. Em là 4-5 năm rồi á. 40 năm rồi. Dạ. Vừa có cầu liếu của liếu mà nhan. Tôi ghé ở đây là tôi dạ. xem xét tình hình. Dạ. Còn tôi còn phải đi là 3-4 người như chị nữa. Dạ. Rớm đâu chứ cỡ đi nữa ha. Cậu Hà. Rớm giờ sạch sẽ. Rớm. Nhưng mà không dạ. có đi như gì. Dạ. Còn gì á là ba rớm bị ba đau ở ngoài này gọi lắm nha. Đây mà trật nữa. Tôi chưa biết như dạ. thế nào nhưng mà dạ. bữa nay tôi mới về đây lần đầu tiên dạ. tôi thấy anh như thế này đó. Anh ở là người ở Đà Nẵng hả? Tôi dạ. là người Đà Nẵng. Dạ. Tôi làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đó. Dạ. Ừ. Anh dạ. Hải mời tôi về đây là dạ. để dạ. xem xét tình hình như thế nào dạ. của chị. Dạ. Dạ. Được á. Ngày mô em có mang cái văn dạ cái văn qua đường là em mừng đó. Ừ. Dạ. Còn không là em rồi đưa đi á nha. Dạ. Sẵn em mô anh rồi hết á. Rồi nhưng khủng khí á. Ừ, dạ. Rồi không khí sạch sẽ hả? Dạ. Không khí sạch sẽ ngoài còn ở trong nhà thế này là em chua, sao được? Em có ăn bao lâu nữa ăn thua chứ bỏ bức lá ngoài bạn mưa lớn như là bằng mấy cái nè ổ dạ. chuột ổ đồ không không ngồi xuống dạ. ngồi xuống tôi chỉ cho xe dạ rồi, thôi em dọn dạ một hồi dạ. dọn dạ ừ. dạ mấy cái nào dơ bẩn là đem dạ. dạ rửa sổ cửa đồ là dạ. không có nát đồ nữa ngay lời ảnh ấy ừ. dạ em mai mốt là nghe lời ảnh ấy mai là dạ. tôi tới là tôi phải thấy là dạ. cửa sổ là phải dạ. mở dạ nghe không dạ cửa sổ mở cửa sổ nếu mở cửa mở cửa sổ nếu con cái nó trong gương đầy rồi đó ờ gương đầy là dạ. không mở được đúng không dạ là phải dạ. mở ha dạ cái dạ. cánh kia nữa nha dạ cánh đó là phải mở nha dạ cái giường là phải dọn cho sạch sẽ dạ cái giường nữa hả ngày mai dạ. tôi xem xét dạ dạ nó được á dạ. tôi để ở đây cho dạ. còn không là dạ tôi đưa đi bệnh viện ngay lập tức không nói nhiều hồi đó là không có cầu xin nha dạ. hồi đó là không có xin nữa dạ không có xin không có bấu không có bám biếu gì nữa hết mà dạ. ấy nghe chưa dạ tôi là tôi dứt khoát chứ tôi không giống như mấy ông kia đâu á dạ nghe dạ. chưa dạ ừ thôi bây giờ mình đi lên phía đằng kia bác sĩ đi lên làm việc phía đằng kia đi rồi gì mình cứ để đây ừ. sáng dạ. mai là mình quay lại dạ rồi dạ. nếu như không được thì cứ đưa đi chứ còn không dạ. có nói nhiều dạ. nữa ừ, em quẹt người tôi sạch anh hết rồi giờ dạ. gì đi làm đi nghe dạ rồi dạ thôi dạ. giờ dọn đi dạ ừ. dạ cảm ơn anh hết dạ. rồi đứng ngay gì anh đến chị bác sĩ này bác sĩ dạ. ngăn với ta anh dạ. đi bác sĩ cảm ơn anh bác sĩ biết tôi bác sĩ gì chưa bác sĩ y khoa y khoa Đà Nẵng tâm thần tôi là khoa tâm thần của bệnh viện đa khoa Đà Nẵng dạ hiểu không dạ rồi vậy nha gì vô dọn dẹp đi nghe dạ. thôi bây giờ vô dọn dẹp tôi còn dạ. mấy trường hợp tôi phải đi nữa dạ. sắp trời sắp tối rồi dạ không dạ dạ thôi vô dọn dẹp đi dạ ghế rồi, này lớn tắm rửa cho sạch sẽ đi nghe chưa chuẩn tắm ừ rồi tắm nước đi tắm nước bác sĩ sao nãy giờ bác sĩ có thấy áp lực không bác sĩ em gồng mặt xỉu luôn anh ơi gồng mặt xỉu luôn à toát mồ hôi hột á toát mồ hôi hột ừ. bác sĩ sao bây giờ thấy bác sĩ này sao bác sĩ mà đưa bác khoa về mà đang biểu bác sĩ ở ra cộng xóa được đây này bác bạn này quá cả nhà bác sĩ đi ra mà mình thấy vợ dư à, vợ dư luôn thì mà hình như có vẻ là anh sợ vậy đúng không sợ không, nhiều không đó giống đầm, không, đào không giống đập đầu lộn mà kiểu giống như còn mình phải đổi chiến thuật chứ đúng không? Nói chung là
lâu lâu cũng ra hù chút cả nhà, chứ còn thật sự là nhà nó ghê quá. Giống như cô nhỏ thì hãy mong rằng cô chú anh chị mình cũng đừng có trách em nha, bởi vì giờ em cũng biết đọc chữ rồi một phần á, giờ nó buồn lắm. Là thử nó không cố gắng lắm, có nhiều lần nó cũng nhưng xem của mày nhé, nên là nhiều lúc là nhỏ nó cũng bức xúc, nó cũng buồn với mẹ nó dạy này kia đó, nó cũng la lại mẹ để cho mẹ bỏ cái tật đó quý vị, nhưng mà mẹ hung dữ lắm, cầm dao rượt luôn á quý vị, nên là khó lắm mà có thể nào mà em nó cố gắng được. Còn đi ra ngoài ở, em thấy cái cô nãy nói không, vừa rồi đó cô đập phá, giống như cái cô nhỏ mình có thể nói rằng là nó giống như cái nghiệp nó dính với lại gia đình của mình đó. Là nó chịu gì cái cảnh đời nó dạy cả nhà, thật sự rất là thương, là thương nhỏ vậy đó, nên là lâu lâu anh em ra để hù cho cô dọn cho nó sạch, nó đỡ hôi chút á.